Xin chào mọi người đang xem video trên kênh âm thanh của Triệu Phát. Video ngày hôm nay giới thiệu đến các bác một chiếc âm đi hát karaoke của Hàn Quốc với nhãn hiệu là Provoy MV, chữ vàng gắn nổi. Model là 1200EQ. Model này khá là hiếm các bác nhé. Với thiết kế là hai hàng mic vẫn còn hoạt động tốt. Chúng em sẽ test cho các bác. Phần dưới là hàng chỉnh eco, chế độ nhanh chậm của giọng hát. Hàng dưới là hàng chỉnh music, to nhỏ, bass, mid và check. Núm nhựa này đã được nai rồi các bác nhé. Nó bị rơi mất một núm. Chuyển cầu AB. Đây là volume master, volume tổng cho cả hát karaoke và nghe nhạc. Thông thường các dòng âm đi khác là chỉnh bass, mid và check. Tuy nhiên, dòng này là để chỉnh cho phần tiếng hát các bác nhé. Âm cao của giọng hát là mid và bass, âm trầm. Về phần EQ có tất cả là 9 cần chỉnh nhạc. Đó, mặt trước thiết kế EQ và phần chỉnh giọng hát này thì nó tựa như là dòng California 128E rất nổi tiếng. Đây, các bác nghe cầu A và cầu B, có thể nghe được cả hai cầu A và B. Mặt trước của Mi còn khá đẹp. Nắp lưng của âm đi vẫn là sơn zin, có vài chỗ bị bong tróc nhẹ thì bên em đã xử lý lại nhé. Cho này này, thông số phía sau của âm đi Provoy MV, model là 1200 EQ Jumbo, điện 220V và công suất tiêu thụ là 500W, 200 cộng 200W cho mỗi vế. Namsung, công ty của Namsung. Model này hầu như là không có hàng nhái các bác nhé. Âm đi đánh được cầu A ở bên trên và cầu B ở bên dưới. Có thể đánh cùng lúc cả hai cầu AB. Đánh hai cặp loa vừa phải, hai bass 20 hoặc là một cặp bass 25 hoặc là 30 tùy loa. Có hai đường input và có ba đường ra cho mic và loa súp, súp điện các bác nhé. Made in Korea, đó, dòng này sản xuất tại Hàn Quốc. Một trong những âm đi đời đầu, dây nguồn của âm đi là nguồn dời. Nội thất của âm đi đây là biến áp nguồn rất lớn. Dòng Provoy thường là dùng biến áp nguồn bọc kín như vậy các bác nhé. Hai con tụ lọc nguồn cao. Ở bên trong vẫn còn nguyên bụi. Cái này là hàng về em chưa vệ sinh. Đó, các bác nhìn thấy màng nhện vẫn bám vào nhé. Máy công suất của em đi là đánh 8 con sò Zika, sò trường. Hàng về thì em vẫn để nguyên. Đó, mỗi vế là 4 con.
đây là hai vỉ mic và bên dưới là vỉ vang. Vỉ vang của đời này là dùng ICM 50195B, giống như là ở những chiếc âm đi của Jaguar 203N đúng béo hoặc 506, là IC huyền thoại và là hầu như là hay nhất ở trong những dòng âm đi karaoke của Hàn Quốc. Đây là cho tiếng hát rất là mượt mà, bay bổng và nhẹ các bác nhé, hát không tốn hơi. Đó, nhìn chiếc áp vẫn còn đẹp vàng óng luôn. Về nội thất thiết kế bên mạch thì nó tựa như là dòng 203 hoặc là California 128E. Đó, em đã soi từ từng con chở cho đến con tụ nhé, thiết kế thì y chang nhau. Còn đấy là chỉ khác cái thương hiệu, hàng rất chất lượng và giá tiền nó phải chăng. Rồi, em sẽ tiến hành test nhạc và mic cho âm ly. Và em test mic số 1. Bắt rất khỏe luôn. 6 L 7 8 L 1 2 3 4 5 6 L Đó, tiếng rất là mượt mà, bay bổng. Tép đánh rất hay các bác nhé, sắc gọn. Bát check nên rất khỏe các bác nhé. Em đã test rất nhiều âm đi karaoke rồi, thì những dòng tích hợp EQ này cho chất âm hay hơn những dòng kia rất nhiều. Nói chung là nó khác biệt, như là đang nghe qua một ghép qua một chiếc âm equalizer hàng chất lượng. Với chiếc âm đi này em sẽ bán với giá là 4 triệu 500 các bác nhé. Rồi, bác nào thấy được thì liên hệ cho Trường Phát theo số điện thoại 0935 668 698. Em ở Đông Anh, Hà Nội, em ship hàng toàn quốc qua đường bưu điện khi có cọc. Và bác nào ở gần khu vực Đông Anh, Hà Nội thì có thể qua nhà test và xem hàng. Các bác ở tỉnh xa thì có thể ra Tết, em sẽ ship hàng qua bưu điện và xem kỹ trước khi liên hệ. Và xin chào và hẹn gặp lại ở video sau. Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.